Quá trình để trở thành đại sứ của The Honey Frog, viên ngọc xả mật ong, là một quá trình rất tuyệt vời. Thay vì làm đại sứ rồi mới đi tìm hiểu, ngược lại có một chuyến du lịch và tôi đã đến được Tasmania, một hòn đảo mà nơi đó khu rừng chỉ có 20 người được phép vào trong năm để đảm bảo tất cả những gì mà con người có thể làm xâm hại và được vào khu rừng đó. Đó là một hạnh phúc lớn trong cuộc đời của tôi khi khám phá được thiên nhiên nguyên sơ, những cây cổ thụ to đến mức mà mình ngoài sức tưởng tượng. Và nơi đó tôi đã chứng kiến được những bầy ong mà tôi phải mặc đồ như phi hành gia để làm sao đi giữa vào bầy ong và không bị nó chích, không bị nó tấn công mình. Và tôi đã đi với một tư thế của phi hành gia trên cung trăng và để khám phá từng nơi mà ong làm mật, cách lấy mật ong như thế nào và để giữ cho cái độ tươi của mật ong là điều hết sức quan trọng và hầu như rất khó nếu như không có một công nghệ tuyệt vời thật nhanh chóng để biến tất cả những cái mật đó khâu chế biến và giữ cái độ tươi cho đến người tiêu dùng. Và tôi không biết tại sao tôi được đi như vậy. Và ban giám đốc đã rất tuyệt vời khi cho Thanh Bạch biết và cảm nhận và say mê và yêu trước khi bắt đầu. Và cái viên xả mật ong Thanh Bạch rất là ngạc nhiên, tại sao ở Úc Châu khi mình lấy cái mật xả mình nhập khẩu về rồi mình chế biến thành viên kẹo rồi lại trở ngược qua đưa tinh xả vào làm người Úc say mê vì sự lạ. Và cái lạ và cái hay đó trong nghệ thuật đó, nó đều có giá trị như nhau. Bởi vì trong thực phẩm thì điều này nó cũng không khác được. Và rất nhiều, không những người Việt Nam và người Úc đã say mê sản phẩm này, không những dùng cho mình mà làm quà tặng cho nhau. Và chính vì vậy cho nên sản phẩm này đã có mặt tại Singapore và đã có mặt tại Canada và nhiều quốc gia khác trên thế giới mà bản thân ở Việt Nam sản xuất, nhưng người Việt Nam chưa biết. Chỉ có một người Việt Nam là Thanh Bạch biết và thưởng thức. Và việc gì đến sẽ đến. Một bản tình ca bắt đầu vang lên. Viên ngầm mật ong này là hù là vang, vợi tính mà chợt sạc